Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ đến cái công ty chuyên sản xuất những chiếc xe động cơ 2 kỳ mang tính chất hoài niệm xưa. Và em sẽ làm một đoạn video ngắn để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn về cái quy mô của cái công ty này. Và thông qua một đoạn video ngắn như vậy thì quý vị và các bạn cũng sẽ có cái nhìn dành cho riêng mình đối với dòng xe Fuji Fan Ninh. Và em hy vọng rằng sau khi quý vị và các bạn xem được video thì quý vị và các bạn cũng sẽ có cái nhìn dành cho riêng mình đối với sản phẩm xe động cơ 2 kỳ. Đây là những chiếc xe mà chúng ta mua là phải đi đặt hàng thì mới có quý vị nhé. Khi mà quý vị và các bạn đồng ý mua, chốt được đơn là chúng em phải đi đặt thì mới có hàng, chứ không có sẵn trên thị trường ạ. Và thông qua đoạn video như vậy thì quý vị và các bạn cũng thấy được là đây là những chiếc xe không phải chúng em đi mua trong tiệm đồ cũ quý vị nhé, mà chúng em phải đến tận hãng của công ty Fuji Fan Ninh để chúng em đặt hàng. Và ngay sau đây thì em xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiến vào bên trong và em sẽ review qua một lượt để quý vị và các bạn thấy được quang cảnh cũng như quy mô của cái công ty chuyên sản xuất những động cơ xe 2 kỳ như thế này. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và được sự đồng ý của anh quản lý thì em có lấy điện thoại ra, em làm một đoạn video ngắn muốn được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn cái văn phòng nơi mà em đến đây để ký những chiếc hợp đồng mua xe gửi về cho quý vị và các bạn. Và từ văn phòng thì nó có một cái cửa sổ để chúng ta nhìn ra bên ngoài, và ngay cạnh cửa sổ có một cây xanh nhìn rất đẹp luôn. Và trong văn phòng này thì có hai người làm quý vị nhé, một anh quản lý năm nay đã ngoài 60 và một chị nhân viên nữ thì đã đi giải lao rồi. Và trong văn phòng ngoài ra thì người ta còn có kê một số những chiếc xe để làm đồ cô. Và tất cả khách du lịch từ thập phương đến đây và sau khi tham quan nhà máy và ngắm nhìn những chiếc xe đầu cô thì cũng ký cho mình được một chiếc xe, cũng mua cho mình được một chiếc xe ưng ý khi ra về. Và tất cả những model của xe động cơ 2 kỳ thì người ta đều dùng chung một động cơ là 31,7cc quý vị nhé. Xe rất đẹp luôn ạ. Hàng của Made in Japan. Và một xíu nữa thì em sẽ bảo anh nhân viên là cho em cắt tô lô để em giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và thông qua những bản cắt tô lô của xe thì em sẽ báo giá luôn cho quý vị và các bạn. Ví dụ như con xe màu xanh này là em bán về Việt Nam với mức giá là 42 triệu, xe chưa có các ba ga, và bản đủ của xe là 44 triệu quý vị nhé. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua các ba ga thì chúng ta phải trả thêm tiền. Và cái xe tay ngang thể thao này em bán về Việt Nam với mức giá là 42 triệu. Nếu như có các ba ga đằng sau thì quý vị và các bạn phải trả thêm là 44 triệu giá về tận nhà luôn ạ. Xe thể thao rất đẹp, xe tay ngang. Ngoài ra quý vị và các bạn có thể dùng xe để làm xe đạp thể thao cũng được. Và đây là bản đỏ đun. Giá này về đến tận nhà cho quý vị và các bạn là 32 triệu sang tay ạ. Và bản đủ của xe sẽ là 34 triệu quý vị nhé. Và cái xe này là xe 32 triệu. Về đến nhà cho quý vị và các bạn. Và bản đủ của xe sẽ là 34 triệu quý vị nhé. Và đây là xe số tay. Về đến nhà cho quý vị và các bạn là 42 triệu. Bản đủ của xe sẽ là 44 triệu quý vị nhé. Và đây là xe màu cà phê sữa. Màu xe mà em rất là ưng ý. Cái xe này về đến tận nhà cho quý vị và các bạn là 45 triệu. Và bản đủ của xe sẽ là 46 triệu quý vị nhé. Và cái xe này về đến tận nhà cho quý vị và các bạn là 42 triệu. Bản đủ của xe sẽ là 44 triệu. Xe này về đến tận nhà cho quý vị và các bạn cũng là 42 triệu và bản đủ của xe sẽ là 44 triệu quý vị nhé. Và cái xe này về đến tận nhà cho quý vị và các bạn là 42 triệu và có các ba ga đằng sau là 44 triệu. Còn nếu như quý vị và các bạn không có nhu cầu mua các ba ga thì chúng ta chỉ trả 42 triệu thôi. Và xe này về đến Việt Nam mình là 28 triệu quý vị nhé. Xe này là mẫu xe rẻ nhất ạ. Xe này về đến Việt Nam cũng là 28 triệu. Đây là một trong những mẫu xe bắt chiếc. Cái model của Mili Nhật cho nên là giá nó cũng phải chăng thôi ạ. Còn xe này về đến tận nhà cho quý vị và các bạn cũng là 42 triệu. 42 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 42 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và ngay sau đây thì em sẽ review kỹ một cái xe màu xanh để em giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Nhân tiện đây thì em cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành những sự tin yêu, sự tin tưởng dành cho Phượng Kỳ TV. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn đang xem được video mà chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp. Và đây là cái số tay của xe. Như quý vị và các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì nó có số 1, số 2, số 3.
Ngoài ra thì chúng ta có thể đạp xe. Nếu như quý vị và các bạn không muốn đi bằng động cơ thì chúng ta sẽ chuyển sang đi bằng đạp xe. Và tổng thể cái xe này thì nhìn cũng rất đẹp, được phối bởi hai màu chủ đạo đó là màu xanh và phối màu thêm là màu vàng, rất đẹp. Và tất cả những bản thiết kế của Phương Kỳ Văn Ninh thì người ta đều dùng một động cơ 31,7cc quý vị nhé. Và đối với dòng xe này thì nó mang tính chất hoài niệm xưa và nó mang tính chất trưng bày và sưu tầm rất là cao. Và em cũng chưa biết được là khi mà quý vị và các bạn về Việt Nam sử dụng thì nó như thế nào. Em cũng nhận được một số những phản hồi thì rất là dễ dàng sau khi sử dụng. Và chiếc xe này thì nó có công tơ mét và công tơ mét của nó là công tơ mét điện tử quý vị nhé. Cái xe này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 42 triệu. 42 triệu là xe chưa có các ba ga, chưa có túi. Và sau khi lên đồ thành một bản đủ của xe thì nó rơi vào khoảng 44 triệu. 44 triệu là giá sang tay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Còn khi quý vị và các bạn mua xe thì chúng ta phải đặt cọc cho chúng em một chút. Bởi vì chi phí đóng gói những chiếc xe như thế này, đặc biệt là chi phí vận chuyển về đến Việt Nam rất là mất nhiều tiền. Cho nên là quý vị và các bạn không đặt cọc thì chúng em cũng rất khó làm. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn không muốn đặt cọc thì chúng ta chỉ có mua ở Việt Nam, bởi vì cái chi phí vận chuyển ở Việt Nam nó rẻ hơn rất là nhiều. Chính vì thế khi mà chúng ta mua hàng quốc tế thì bao giờ chúng ta cũng phải đặt cọc một chút để chúng em có động lực để làm các sản phẩm và đóng gói các sản phẩm và gửi các sản phẩm về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Trừ khi quý vị và các bạn mua những sản phẩm mà về đến tận tay cho quý vị và các bạn nó bị hư, bị vỡ thì chúng em sẽ bồi thường 100% luôn. Đặc biệt là những chiếc bình bông hay là những chiếc đồng hồ để bàn về đến tận tay cho quý vị và các bạn bị bể, bị hư thì chúng em sẽ đổi lại hoặc là chúng em sẽ đền lại tiền cho quý vị và các bạn không thiếu một xu ạ. Còn đối với những chiếc xe như thế này, đặc biệt là những cây đàn guitar, những chiếc xe, những bộ âm thanh thì quý vị và các bạn phải đặt cọc. Chí ít là quý vị và các bạn phải đặt cọc cho chúng em là 10%, 30% và có thể nếu được thì là 50%. Bởi vì quý vị và các bạn đặt cọc nhiều thì chúng em không phải mất cái lệ phí thu tiền hộ nhiều. Và nếu như quý vị và các bạn đặt cọc ít thì chúng em phải mất cái lệ phí thu tiền hộ rất là nhiều. Chính vì thế đối với những dòng xe mà đặt cọc thì thông thường là chúng em sẽ phải hạn chế bao tiền cước nội địa là vì như vậy, để chúng em bù vào cái chi phí mà họ thu tiền hộ chúng em. Và cái xe này thì nhìn rất đẹp luôn. Và nếu như quý anh chị và các bạn có nhu cầu mua xe thì chúng ta phải đặt trước thời hạn. Bởi vì trước đây chúng em mua xe, chúng em ký hợp đồng chỉ khoảng 20 ngày là có xe. Nhưng bởi vì bây giờ cái nhu cầu dùng xe ngày càng tăng đấy, và cái lưu lượng người đặt mua xe rất là nhiều. Chính vì thế người ta làm không kịp và cái thời hạn đặt xe nó đã dài hơn và có thể kéo đến 1 tháng, thậm chí là hơn 1 tháng quý vị nhé. Chính vì vậy quý vị và các bạn có nhu cầu đặt xe thì chúng ta phải đặt nhanh và chúng em cũng đi ký hợp đồng nhanh để người ta làm nhanh cho mình. Và khi đó quý vị và các bạn sẽ nhanh nhận được hàng. Và đây là cái phân xưởng người ta đang làm quý vị nhé. Tất cả các nhân công ở bên trong người ta làm, nhưng mà em xin phép vào bên trong quay video thì họ không đồng ý. Họ chỉ cho quay văn phòng và cho quay một số những mẫu xe làm đờ cô thôi. Còn nơi sản xuất thì người ta không cho quay. Nên là em rất lấy làm tiếc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và một đoạn phóng sự về công ty Fuki Phan Ninh, nơi chuyên sản xuất những dòng xe hai kỳ đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam cũng đã sắp hết. Và thông qua một đoạn video vừa rồi, thông qua một đoạn phóng sự vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng thấy được là những chiếc xe Fuki Phan Ninh mà chúng em bán về cho quý vị và các bạn là chúng em phải đặt hàng thì mới có quý vị nhé. Đối với dòng xe này, người Nhật người ta sẽ không sản xuất đại trà, trừ khi có hợp đồng, ký hợp đồng thì người ta mới làm thôi. Và chính vì thế nó sẽ tạo lên một sự khan hiếm trên thị trường rất là nhiều. Chính vì vậy quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe này thì chúng ta hãy nhanh chóng đưa ra quyết định và đặt bút ký, và quý vị và các bạn hãy đặt cọc cho chúng em và chúng em sẽ đến ký hợp đồng mua xe. Chính vì thế khoảng thời gian mà quý vị và các bạn nhận xe thì nó sẽ nhanh hơn. Vâng, và em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp. Kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi tối thật là an lành bên gia đình và người thân.